Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh. Trong video lần này thì là một cái ngày rất là trọng đại và đáng nhớ đối với hai vợ chồng Quỳnh. Hai đứa được mời đi dự lễ tuyên thệ nhập quốc tịch. Thì hiện giờ là Quỳnh thấy ở trên trang web của chính phủ nói là đa số những cái buổi lễ mà tuyên thệ thì đều được tổ chức online. Và từ lúc Quỳnh nộp hồ sơ cho đến bây giờ thì cũng ngồi cầu nguyện mong là mình được đi dự lễ. Tại vì đi dự lễ thì cái không khí nó sẽ khác là mình ngồi làm ở nhà qua máy vi tính. Và cuối cùng thì trời cũng đã đáp ứng được ước nguyện. Sau đây là Quỳnh tóm tắt trên màn hình quá trình từ lúc nộp hồ sơ Express Entry diện tay nghề cao cho đến ngày chính thức được nhập tịch. Ngày hôm nay trời âm u, thời tiết thì lừa đảo. Lúc mà mình bắt đầu đi là trời ấm, gần như là tưởng vào hè luôn. Mình còn tưởng là mình mặc lộn đồ. Chừng 10-15 phút sau là bắt đầu chuyển lạnh, lạnh buốt xương luôn. Gió thì thổi vù vù, chạy xe lắc luôn. Văn phòng của sở di trú ở Mississauga là nằm ở số 3085 đường Glen Erin Drive. Ngày hôm nay thì tụi mình đi tuyên thệ ở chỗ văn phòng của cục di trú ở Mississauga. Bãi đậu xe là có trả phí nửa tiếng là 2,50 đồng, còn tối đa nguyên một ngày là 12 đồng. Cái cổng để tuyên thệ thì mình phải đi ra phía sau lận. Khoan, đáng lý ra là mình đậu xe đằng sau được. Qua cửa là mình sẽ xếp hàng và chuẩn bị giấy tờ sẵn sàng. Trong thư mời thì ghi rõ là mỗi người chỉ được dẫn theo một khách. Đúng rồi. Giấy tờ thì bao gồm mình in ra là thư mời và một tờ đơn chấp thuận đồng ý là mình có cho phép họ quay phim, chụp hình phỏng vấn hay không. Thẻ căn cước của mình, thẻ PR. Mình thì mất thẻ PR cho nên là mình phải nộp kèm một cái tờ đơn là IMM5451, tức là tờ đơn tuyên bố là mình đã mất thẻ. Bây giờ thì mình mới vừa làm thủ tục xong thì có hai bạn họ sẽ hỏi mình coi là mình trước giờ mình có gặp rắc rối gì với pháp luật hay không, rồi sau đó thì mình sẽ đi qua để mà mình nộp lại thẻ visa. Thì trường hợp của mình là chồng mình thì còn thẻ visa nhưng mà mình bị mất thẻ rồi, thì nếu mà những ai mà làm mất thẻ visa trước ngày tuyên thệ thì mình sẽ cần phải điền một cái tờ đơn là mình thông báo là mình mất thẻ, và nếu như sau này mình có tìm ra được thì mình sẽ hủy cái thẻ đó, thì mình phải đem theo cái mẫu đơn đó để mình nộp cho họ luôn. Và trước cái ngày mình tuyên thệ thì mình cũng đã có gửi fax cái mẫu đơn đó rồi, cũng kèm một cái web form điền đơn ở trên web để gửi cho bên di trú biết. Okay. Don't be.
Theodosori de Mingis and the La Première Nation, the Première Nation de Mississauga, the Kleni. I'm sure many. If in attendance, please stand up, raise your right hand, repeat the oath. It is Vice Willie Cho. Yes, it is your. You're showing your commitment to Canada, but it will not make you a Canadian if you're not one yet. Okay. All right. So Judge Wong, the candidates are ready. Thank you, Madam Clerk. All right. Ready? If you're not ready, we can cancel the ceremony. This is it. This is when you become a Canadian citizen. Now, by law and by regulation, we will see and hear you say the oath. If you're wearing a mask, don't worry, keep it on. Don't keep it on. Go ahead, keep it on. Bring it up. You can keep wearing a mask. That's not a problem. But what I want you to do is keep looking at me, because I'm scanning very quickly. I know there are people taking pictures. Do not turn and look at them. Because what happens is when I'm scanning and you're looking at them, this is what I see. I see you doing this. I swear. I swear. That I will be faithful. That I will be faithful. And bear true allegiance. And bear true allegiance. To His Majesty. To His Majesty. King Charles III. King Charles III. King of Canada. King of Canada. His heirs and successors. His heirs and successors. And that I will. And that I will. Faithfully observe. Faithfully observe. The laws of Canada. The laws of Canada. Including the Constitution. Including the Constitution. Which recognizes and affirms. Which recognizes and affirms. The Aboriginal and Treaty Rights. The Aboriginal and Treaty Rights. Of First Nations. Of First Nations. Inuit and Métis peoples. Inuit and Métis peoples. And fulfill my duties. And fulfill my duties. As a Canadian citizen. As a Canadian citizen. Well done. Put down your hands for a second. Put it down. Because I know it's tiring when you... To His Majesty. King Charles III. King Charles III. King of Canada. King of Canada. His heirs and successors. His heirs and successors. And that I will. And that I will. Faithfully observe. Faithfully observe. The laws of Canada. The laws of Canada. Including the Constitution. Including the Constitution. Which recognizes and affirms. Which recognizes and affirms. The Aboriginal and Treaty Rights. The Aboriginal and Treaty Rights. Of First Nations. Of First Nations. Inuit and Métis peoples. Inuit and Métis peoples. Please raise your right hand. Repeat after me again. Je jure. Je jure. Que je serai fidèle. Que je serai fidèle. Et porterai. Et porterai. Sincère allégeance. Sincère allégeance. À sa majesté. À sa majesté. Le roi Charles III. Le roi Charles III. Roi du Canada. Roi du Canada. À ses héritiers. À ses héritiers. Et successeur. Et successeur. Que j'observerai. Fidèlement. Fidèlement. Les lois du Canada. Les lois du Canada. Y compris la Constitution. Y compris la Constitution. Qui reconnaît et confirme. Qui reconnaît et confirme. Les droits ancestraux. Les droits ancestraux. Who issues the traité. Who issues the traité. Les Premières Nations. Les Premières Nations. Les Inuits et les Métis. The Inuit and the Métis. At Kershaw Rumpley Ring. At Kershaw Rumpley Ring. Loyalmont. Loyalmont. Mes obligations. Mes obligations. The citoyen Canadien. The citoyen Canadien. Well, that had to work. Now, your journey here was unique. Whether you came here for safety, to reconnect with family, just to start a new life, you are now an equal member of our country. And as Canadians, we share responsibilities to look out for one another, to welcome those who are new here, and to respect those who are Indigenous to this land, and always to leave our communities better than we found them. So as you continue your life here, remember this day when you became a citizen. And
think about everything you can do every day forward to strengthen our country. Congratulations again, and welcome. Félicitations, vous êtes maintenant officiellement Canadien et Canadienne. Et vous avez tous suivi un parcours unique pour venir jusqu'ici. Que vous soyez venu pour trouver la sécurité, pour rejoindre votre famille ou pour commencer une nouvelle vie, vous êtes, à partir de maintenant, un membre à part entière de notre pays. Et en tant que Canadiens, nous avons tous des responsabilités communes. Nous veillons les uns sur les autres. Nous accueillons les nouveaux arrivants et respectons les autochtones de notre pays. Et nous travaillons ensemble pour améliorer nos communautés pour les générations futures. Alors que vous poursuivez votre vie ici, souvenez-vous toujours de ce jour où vous êtes devenu citoyen et citoyenne. Et pensez à tout ce que vous pouvez faire à chaque jour qui vient pour rendre notre pays encore meilleur. Félicitations encore. Bienvenue. Sau khoảng 2 tiếng thì buổi lễ đã xong rồi thì mình sẽ nhận được một cái folder ra chụp hình với lại thẩm phán. Thẩm phán rất là dễ thương, rất là kiên nhẫn. Thì nếu như mà mình nhận cái giấy chứng nhận quốc tịch bằng giấy thì mình sẽ phải chờ 2 ngày để mình có thể nộp xin hộ chiếu. Còn nếu như mà mình chọn đăng ký là nhận nhờ chứng chỉ điện tử thì phải 5 ngày sau chứng chỉ mới được gửi về email thì mình có thể in cái đó ra. Mình cũng xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì mình đi ăn mừng đây vì đã chính thức trở thành công dân của Canada.